Tổ giám sát số 10 Hội đồng nhân dân thành phố vừa có chương trình giám sát tại Ủy ban nhân dân phường Thọ Quang, quận Sương Trà về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với việc thực hiện thí điểm chính quyền đô thị trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 5, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường Thọ Quang đạt hơn 5,1 tỷ đồng, đạt gần 52% chỉ tiêu quận giao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ du lịch phục hồi và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Phường tập trung triển khai các giải pháp phục hồi kinh tế, đặc biệt là khuyến ngư. Trong quá trình thí điểm chính quyền đô thị, mà hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của ủy ban nhân dân phường vẫn triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, khi thực hiện nghị quyết số 119 của Quốc hội, thì các phường trở thành đơn vị dự toán ngân sách cấp hai nên thiếu chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát sinh. Phường cũng kiến nghị với đoàn giám sát một số nội dung như để nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn để góp phần ổn định đời sống của người dân, tăng mức khoản chi hành chính đối với người hoạt động không chuyên trách, tăng định mức chi cho sự nghiệp môi trường, kiến thiết thị chính và giao thông.